<laughs> chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Hoàng Duẩn. Lời đầu tiên xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Sau đây Hoàng Duẩn sẽ cập nhật một số thông tin. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Quý vị nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Hoàng Duẩn cập nhật gửi đến tất cả quý vị. Vâng kính thư quý vị, con gái tiết lộ tình trạng sức khỏe của Phi Nhung sau hơn 10 ngày điều trị. Dù đó là tin vui đấy nhưng chỉ là tin thất thiệt thôi. Không đúng chút nào và không phải tin xác thực từ người nhà Phi Nhung. Phương Trinh nhắn nhủ. Mới đây ca sĩ Phương Trinh cùng ca cá sĩ Cám Thơ, vợ nhạc sĩ Lê Quang đã vui mừng cập nhật tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung thông qua lời con gái Quen Di. Cô nói, ngày hôm nay tôi rất vui vì nhận được điều mình đang mong đợi hơn cả tuần qua đó là được cập nhật tình hình sức khỏe của ca sĩ phi nhung vừa mới xong vừa rồi trên đường tôi đến đây quân di con gái phi nhung đã gọi điện cho tôi để cập nhật tình hình con bé nói rằng hiện tại mẹ đang tập thở nếu tình hình tiến triển tốt có thể tuần sau người ta sẽ rút ống thở cho mẹ mọi người cần biết khi dùng máy trợ thở người ta sẽ đụt nguyên một cái ống vào cổ họng phi nhung để tạo thành đưa đường thở nhân tạo. Mấy ngày hôm nay, các bác sĩ đã bắt đầu cho Phi Nhung tập thở dần dần. Tôi có hỏi Quen rằng, Phi Nhung đang hôn mê thì tập thở bằng cách nào? Con bé nói rằng, sự hôn mê này là nhân tạo, tức là các bác sĩ làm Phi Nhung hôn mê tạm thời để chịu được việc đụt ống thở vào sâu trong cổ họng. Mấy hôm nay, cứ đến buổi sáng, các bác sĩ sẽ cho Phi Nhung tỉnh lại để tập thở. Ban đêm, họ mới cho thuộc nhiều hơn để ngủ cho dễ. Phương Trinh cho biết thêm, cô và Chi trò chuyện mỗi ngày nên luôn cập nhật tin tức nhanh và chính xác nhất. Về vấn đề ăn uống, hiện tại Phi Nhung vẫn chưa từ chăm sóc được mà phải dùng một số ống truyền thức ăn thẳng vào dạ dày giúp nuôi cơ thể tồn tại. Nhận được thông tin từ Chi như vậy, tôi rất mừng. Nếu dùng máy trơ thờ lâu quá sẽ gây nhiễm trùng, không tốt cho cơ thể Phi Nhung việc Phi Nhung tập thở được là một dấu hiệu rất tốt. Những lời cầu nguyện từ mọi người đang dần được hồi chịu Tôi mong chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Phi Nhung. Đồng thời, nữ ca sĩ cùng cho biết, mấy ngày trước có tin Phi Nhung đã tỉnh dậy, ăn chảo được. Dù đây cũng là tin vui, nhưng nó không chính xác. Mấy hôm trước, mọi người có nghe thông tin Phi Nhung đã tỉnh dậy, ăn chảo được. Dù đó là tin vui đấy, nhưng chỉ là tin thất thiệt thôi không đủ chút nào và không phải tin xác thực từ người nhà Phi Nhung. Tiếp đó vợ cụ băng kêu thông báo thêm, tôi cùng xin nói luôn, toàn bộ số tiền mọi người chuyển cho tôi vào sinh nhật để làm từ thiện. Tôi xin làm dưới tên Phi Nhung để góp phần công đức giúp Phi Nhung tích thêm phước đức để sớm vượt qua cơn bão bệnh này. Thông tin về tình hình sức khỏe của Phi Nhung có tiến triển tốt khiến nhiều khán giả vui mừng.